Một bài toán tưởng như rất khó nhưng có kỹ thuật tính toán rất lãng mạn. Đề bài như sau: cho các số nguyên dương xy thỏa mãn x cộng y cộng xy bằng 2020. Hãy tính x cộng y. Chúng ta sẽ biến đổi từ hệ thức 1. Ta thêm 1 vào hai vế và đặt nhân tử chung. Ta được x cộng 1 nhân y cộng 1 bằng 2021. Ta ký hiệu hệ thức này là hệ thức 2. Tiếp theo chúng ta lý luận. Vì 2021 phân tích ra thừa số nguyên tố bằng 43 nhân 47, cho nên phương trình 2 tương đương với một trong các trường hợp sau. Đồng thời x cộng 1 bằng 1, y cộng 1 bằng 2021, hoặc x cộng 1 bằng 2021, y cộng 1 bằng 1, hoặc x cộng 1 bằng 43, y cộng 1 bằng 47, hoặc x cộng 1 bằng 47, y cộng 1 bằng 43. Ta có hệ phương trình A tương đương với x bằng 0 và y bằng 2020. Vì x y nguyên dương nên trường hợp này chúng ta loại. Tương tự trường hợp B chúng ta loại. Hệ phương trình C tương đương với x bằng 42, y bằng 46. Và hệ phương trình D tương đương với x bằng 46, y bằng 42. Trong cả hai trường hợp này ta đều có x cộng y bằng 88,